Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khách. Em là làm 1986. Ngày hôm nay em đang hình 3 chiếc xe đạp hàng bãi Nhật thông thường, phân khúc giá là dưới 6 triệu đồng quý khách nhé. 3 chiếc xe tay ngang, 3 chiếc xe hàng bãi Nhật, 3 chiếc xe hàng full nhôm. Chúng ta cùng phân tích đánh giá 3 chiếc xe trên để có sự lựa chọn chính xác cho nhu cầu sở hữu đạp xe của mỗi chúng ta. Vâng, xin kính mời 3 chiếc xe trên. Dạ vâng, đầu tiên là chiếc xe mang thương hiệu là Opus của Canada, hàng bãi Nhật thông thường. Con xe này là full nhôm, khung nhôm, cả nhôm quý khách nhé. Màu trắng tinh khôi, đẹp tuyệt vời, sơn zin 99.9%. Về kích thước thực tế, dòng đứng 47, dòng ngang 50, dòng ngang khá là ngắn, tốc độ sẽ cao hơn, đi lợi tốc hơn của khách nhé. Con xe này thì trọng lượng thực tế cả ba ga và chân trống, xin lỗi khách, cả chân trống và gặp bình nước, cả bê đăng là 11.8 kg, trọng lượng thực tế luôn của khách nhé. Cái xe rất là nhẹ rồi. Đương nhiên một số nhà hãng họ cân khi xuất xưởng sẽ không có chân trống hoặc không có bê đăng hoặc không có bình nước với khách nhé. Ở đây đã full combo, mỗi trọng lượng gần 12 kg, là quá nhẹ cho chiếc xe khung nhôm Touring tay ngang. Rồi, con xe này thì trang bị là ghi đông này, ghi đông vô tăng cùng cái hiệu của Oppo Opus luôn khách nhá. Khách nhìn này, khách nhìn này, khách nhìn này, khách nhìn yên này, nguyên zin này, cùng ký hiệu của khách nhá. Yên còn rất đẹp, mút căng re, ngồi bao phê được quý khách. Cặp yên nguyên bản theo xe phản quang này, bê đan cũng bao phê của khách rất to và rất là mới. Rồi, gặp bình nước này nguyên bản theo xe của khách nhá. Topi tăng giảm được. Cộng này thì mua trên Shopee chính hãng nó mấy trăm ngàn một cây, không phải là rẻ của khách nhá. Rồi, con này khung nhôm càng nhôm em vừa nói, và cái khung cũng khá là mập, và càng cũng khá là mập của khách nhá. Tạo cảm giác rất là mạnh mẽ khi di chuyển. Tuy nhiên con xe này nguyên bản là không có chắn bùn, chúng ta phải trang bị thêm chắn bùn hoặc ba ga nếu cần thiết quý khách nhá. Nó sẽ có lỗ chờ chúng ta. Bên Nhật họ không lắp đâu, nó chỉ lắp chân trống thôi và gọi điện thoại khách nhá. Rồi, về cặp bánh 700C nguyên bản theo xe nhá. Lốp cây đà 700C nguyên bản theo xe 728C, và chiếc xe này cái vành trước bên Nhật đi rất là ít, chỉ có cái vành sau họ bóp nhiều hơn thì mất một lớp sơn bên ngoài màu đen của khách nhá, mà độ y quá ít luôn. Rồi, phanh Vetico nguyên bản theo xe dùng rất là ngon. Điều đặc biệt nữa là điểm trừ nó đôi lốp này theo xe nó sẽ bị dạn chân chim quý khách nhá, nhưng không vấn đề gì, đây là một cỡ lốp thông dụng ở Việt Nam bán đại trà và mua rất là dễ dàng và dễ thay thế. Tuy nhiên báo em là dễ thay thế quý khách, coi em có để nguyên bản theo xe. Rồi, con này cũng là lan inox sơn đen, trục thoát nhanh. Bánh sau đây, về tem xả Silo 3x8 nhé, quay phần đùi trước là đùi của Malaysia sản xuất rất là bền. Dòng đùi này bao phê bao bền được quý khách, bất chấp dòng đùi đời mới bây giờ quý khách nhé. Đùi Silo nguyên bản hàng Malai, của đề Alivio mức tầm trung, trên trung bình rất là nhiều. Trung bình tức là dòng Tulay, sau đó cao thì nữa thì là Antut, còn cao thì nữa là Aceza, và cao hơn Asia tức là Alvio. Đây là bực của nó nhé, bực này bực của rất là ok với dòng xe tay ngang. Rồi Lip Silo 8 tầng 6IVL bao chạy êm phê của khách nhá. Con xe đã bảo dưỡng toàn bộ, chúng ta sử dụng ngay. Điểm trừ duy nhất chúng ta là có vấn đề cặp lốp, nó sẽ dạn chân chim. Rồi, Mayer này, nạt hoa màu đen của khách nhá. Tiếp theo sẽ là quay con xe Z-Way, cũng một chiếc xe full nhôm. Con này full nhôm quý khách nhá. Về kích thước thực tế, dòng đứng 51, dòng ngang 52, từ mét size M và chiều cao phù hợp sẽ từ 1m66 cho đến 1m80 quý khách nhé, chạy rất là ngon. Tuy nhiên dấp thấp hơn một tí vẫn chạy được. Còn đây em để cái mức tiêu chuẩn thôi. Trọng lượng thực tế con này là 12 kg, bao gồm cả ba ga và chân trống quý khách nhé, cả bàn đạp luôn. Cân thực tế là 12 kg tròn. Ok, con xe này thì ưu điểm nó chạy rất là nhanh vì cái dòng đứng của nó cao và dòng ngang của nó không phải là quá lớn, đi rất nhanh thôi nhá. Nhưng bù lại chiếc xe này, nếu bác nào mà sợ mỏi lưng thì chiếc xe đi sẽ khá là mỏi lưng và mỏi vai vì cái trọng tâm nó dồn về phía trước để lực đạp tốt hơn. Còn tuy nhiên chúng ta để khắc phục điều đó bằng cách là lưng cổ lối lên, còn sẽ để nguyên bản theo xe của khách nhé. Con này ghi đông hơi một hình cánh cung, đi rất là dễ chịu. Xin lại của khách nhà, con xe đi sẽ hơi tức vai nhưng bù lại tốc độ rất nhanh quý khách nhá. Rồi, ghi đông vô tăng nguyên bản theo xe nhé, cũng là nhôm luôn này, cọc yên nhôm này, yên zin nguyên bản xe, và sẽ có một cái gì đó vài cái lỗ châm ở đây này, không hiểu tại sao nhưng còn rất là đẹp, rất là êm. Những cái yên bãi này thì rất là ngồi rất ngon của khách nhá. Phản quang sau này, cọc nước lắp thêm, bê đan nguyên bản theo xe, chân chống giữa nguyên bản theo xe của khách nhá. Ok, chiếc xe này rất hay, nó chỉ có một tầng đĩa phía trước thôi và có 8 tầng nít phía sau. Quý khách nhận được lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng nít phía sau. Và cái tầng nít cuối cùng rất là lớn, leo dốc rất tốt. Con này leo dốc rất ok nhá. Với phong cách vô cùng đơn giản, đơn giản, bền bỉ, dễ sửa chữa thay thế, hiệu năng rất tốt. Ok, tại vì chiếc xe này có 3 ga
theo xe hàng bãi về chứ không phải hàng chế độ đâu. Thương hiệu là Tioga và đương nhiên cái thương hiệu này không bán mới tại Việt Nam. Đây là một thương hiệu phụ tùng nổi tiếng bán bên Nhật, chất liệu tuyệt vời. Ok. Phần tay công xả của khách này. Tay em giả siêu lô này, tay phanh siêu lô. Cái con ốp bút kia nó là tay phanh Tico. Thưa khách là hàm Tico, tay phanh siêu lô, con này thì full siêu lô luôn, tay phanh siêu lô và hàm phanh cũng là siêu lô nguyên bản theo xe của khách nhất, tay ông xả siêu lô. Còn rất mới bản nhân 8. Đây. Con này đây. Con này ốp bút đều nó là tay phanh của nó tay miệng tay xả liền nhau hình tam giác rất mạnh, bào ngon con này. Hoạt động cực kỳ êm ái, quý khách nhá, khỏe. Thì cả gạt đề trước của nó cực kỳ khỏe luôn. Cả đề con này gạt đề ăn tút. Rồi. Quay trở lại con Z-Way này. Con Z-Way này có sơn màu ghi xám nhé. Và sơn zin 99% thì có chày một hai điểm chấm nhỏ để em mới chấm sơn đây này. Đó. Chỉ có một hai điểm chày đáng chú ý đây thôi. Còn lại cái càng nó còn rất là mới. Càng này bằng nhôm này. Hình vảy cá này. Trọng lượng nhẹ. Ok. Đi tốc độ cao. 3g nguyên bản. Con này cũng là lan inox máy trục thoát âm nhanh. Tiết tiện lợi chúng ta dùng thay thế sửa chữa. Con này má vành còn rất mới, lốp còn rất mới luôn. Lốp gần như còn 3 viên. Con này gần như là mới nhất trong ba con này của khách nhá. Nhưng mức giá ba con bằng nhau, chúng ta lựa chọn con nào cũng được. Rồi. Con này xin lại con này của khách nhà bánh thì bánh 26 inch lốp thể thao với khách nhá. Hay gọi là bánh 640 và nguyên bản theo xe. Và cỡ lốp này cũng rất là thông dụng ở Việt Nam. Chúng ta thay thế rất là dễ dàng, không khó khăn vấn đề gì hết quý khách nhá. Rồi tiếp theo chuyển sang con lũy gạc lè cũng là thương hiệu Canada, hàng bãi Nhật thông thường. Và con này cũng là full nhôm và cùng đồng giá hai con kia là 5.900.000 đồng bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách cộng combo 3 quà tặng quý khách. Rồi, tôi quan sát chiếc xe này có điểm gì hay nào. Về chất liệu con này cũng là không nhôm, càng nhôm là full nhôm quý khách nhá, trọng lượng tế con này. Trọng lượng nhẹ nhất 11.8 kg bao gồm cả chân trống, cả bê đan luôn. Đó. Ở bên em đang có triển lãm phòng không ở Hà Nội. Do vậy có chiến đấu cơ bay trên bầu trời. Thực tế là rất là hoành tráng. Rồi. Con này kích thước là gióng đứng là 40, gióng ngang là 50. Cũng là một chiếc xe size nhỏ và gióng ngang ngắn, chạy tốc độ cao. Con này chiều cao phù hợp sẽ từ 1m45 cho đến 1m65, chạy rất ngon với khách nhé. Chia lại khách nhà chiều cao này, phù hợp là từ 1m45 cho đến 1m65. Gióng đứng là 40, gióng ngang là 50 với khách nhé. Con này là một dòng xe tay ngang, xe đua tay ngang. Tại sao em nói như vậy? Thứ nhất là dòng ngang rất là ngắn, thứ hai nữa là ghi đông của nó sẽ hẹp hơn bình thường. Cái ghi đông cơ sở kẹp hơn bình thường nhé, hẹp hơn dòng tuy bình thường để chúng ta đi nhanh hơn, luồn lách tốt hơn, cản gió ít hơn. Tay bấm siêu lô của nó chỉ có 2 tầng đĩa và 8 tầng lít quý khách nhé, hoạt động cực kỳ ngon. Bao ngon phê bộ hoạt động này nhé. Đó, 2 tầng và 7-8 lít. Rồi ghi đông bô tăng nguyên bản này, ghi đông cũng lưỡi cạc lè này. Và bô tăng cũng lưỡi cạc lè luôn cho quý khách. Đây lắm có khắc chữ phụ lưỡi cạc lè nguyên bản theo xe. Con này hệ thống phanh nhập phanh nhôm 3 miếng Techco dòng xe đua quý khách nhé. Nguyên bản theo xe, những cái ốc này có phần gì xét quý khách nhé. Đây là nguyên bản theo xe, chúng ta có thể sơ bá lại theo ý muốn. Vì đây chiếc xe nhập Nhật bãi, không phải hàng xe mới nhập hộ. Và đây là mẫu xe bán tại Nhật, không phải bán tại Việt Nam. Rồi Việt Nam là bán cái mẫu lưỡi cạc lè khác nhé. Hàng fake thôi, đây là hàng chính hãng. Rồi càng lưỡi cạc lè nguyên bản, khung nguyên bản theo xe. Con này sơn zin 99.9%. Chơi vài điểm nhỏ không đáng kể, đồng đều. Đó. Phần đùi đó này có 2 tầng, cũng là hàng Malaysia sản xuất, cực kỳ bền, bao phê cho quý khách nhé. Đủ địa thẳng xe, chắn địa còn nguyên. 2 tầng này rất đẹp. Tem mạ còn rất là nhiều. Cọc yên nút gạc lè, khóa yên nút gạc lè. Yên này yên Siva nguyên bản theo xe và có bị dạn lớp da ở ngoài quý khách nhé. Đây này. Yên Siva nó nguyên bản theo xe hàng bãi về và có dạng, chúng ta có thể bọc lại theo ý muốn, em sẽ để nguyên bản theo xe. Vì chiếc xe này, cái yên này ngồi rất là phê và êm, cái form rất là đẹp. Lốp là 700C, vành 700C, vành nhôm cao khoảng 2,5 phân. Cũng là làn inox quý khách nhé, trục thoát nhanh. Con này lốp Balanker của Nhật sản xuất nhưng mà hiện tượng dạn cũng hiện tượng dạn quý khách nhé. Đương nhiên, bảo em thay thế nâng lốp mới cho khách. Rất đơn giản, lốp mới rất dễ, rất sẵn. Và con này là dòng xe đua tay ngang, do vậy clip phía sau nó sẽ nhỏ hơn bình thường để chúng ta đi nhanh hơn. Củ đề sẽ ngắn hơn phù hợp với clip này của nó. Củ đề là Shimano là 2.300 đồng bộ với đủ điện này luôn. Đời 2.300, chạy rất ngon, bao phê, bao mượt, bao căng, gạt 2 tầng. Con này cũng đã lũ chờ bắt 3 ga, khách nhé.
bên Nhật họ chưa lắp đâu. Đồng giá xe trên, size nhỏ hơn, cũng là dòng xe full nhôm, trọng lượng nhẹ nhất. Vậy ưu nhược điểm của ba cái xe chúng ta nắm rõ tương đối rồi, đúng không ạ? Giả dụ như con Oppo thì nó đồng đều nhưng gặp lúc nó sẽ bị giảm, đúng không ạ? Và con GTWay thì là mới nhất nhưng mà nó chỉ có một đĩa phía trước thôi. Còn cái con nước gạc le trọng lượng nhẹ nhất, đi rất nhanh, size nhỏ nhất, nhưng mà điểm trừ nó là cái lốp cũng bị dạn một chút và cái yên nó sẽ cũng bị dạn dằm chân chim của khách nhá. Ba con xe mức giá là 5.900.000 đồng, bao ship toàn quốc cộng combo ba quà tặng. Vậy chúng ta nhu cầu chọn một trong ba chiếc đó, vui lòng gọi em Nam 1986, số điện thoại 0985 25 55. Hãy nhớ ủng hộ em. Xin cảm ơn tất cả quý khách.